Đứng ở chỗ này thì Phạm Dũng và Phan Thiết phải làm cái gì nhỉ? Anh em đâu? Hơn đi, hơn đi, hơn đi, hơn đi, hơn đi, hơn đi, ngại, 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 ngại. Mời anh em nha. Ôi, uy tín quá. Quá hạnh phúc, quá hạnh phúc. Đây, mời anh em nha. Wow. Anh bé chị em chia nhau bên đấy nha. Món này món đúng món đó, thích không? Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo trên kênh Sapa TV. Hiện tại thì anh em mình vừa mới di chuyển từ Sài Gòn về Vũng Tàu các bạn ạ. Hôm nay thì có một người anh đặc biệt dành một món quà cũng rất là đặc biệt. Đó chính là một kỳ nghỉ dành cho Phan Diễm. Trong hôm nay anh em mình vừa đi vừa tâm sự trong cái buổi đi chơi đặc biệt ở Vũng Tàu này. Thì hôm nay là anh ấy dành cái món quà gọi là người ta gọi là honeymoon này, nhưng không phải đúng không? Honeymoon là cưới đúng không? Dạ. Nhưng mà đây giống như là một buổi nghỉ dưỡng sau đám hỏi dành cho tất cả các anh em mình. Đấy, không dành đặc biệt là em. Em và Phạm Dũng. Và hôm nay thì nhờ Phạm Dũng là cameraman cho mình nhá. Thật ra là Dũng giơ tay chào cái nào. Rồi. Anh này thì cũng là khán giả của tất cả các anh em mình và cũng đặc biệt là cũng rất là yêu quý anh em mình. Trông trẻ ông anh. Xin chào. Nay không mang đi rồi. Dạ. Trong cái ngày đám hỏi thì có 4 mâm hoa, trái cây và hoa mà tặng sau 8 mâm lễ của mình đấy. Là của anh ấy tặng cho em với lại anh Dũng. Dạ đúng rồi, 4 mâm to nhất đấy ạ. Wow. Dạ. Mà anh thấy là 4 mâm đấy là to mâm em đặt. To hơn mâm của em. Dạ. Dạ. Nhưng mà khu resort này lớn nhỉ? Em ưng nhất là ở đây trồng rất là nhiều dừa luôn nha. Thôi. Anh biết mình nghĩ gì rồi. Dừa trồng ở biển nó khó lắm. Nhưng mà nhìn đúng rồi. Em nhìn thấy diện đang sợ. Em đang định là gặp anh tổng quản lý ở đây để thương lượng. Cái resort này tên gì nhỉ? Melian ạ. Melian. Mình đang ở Hồ Tràm nha các bạn. Ở dưới này thì cũng hay tổ chức những cái sự kiện nghệ sĩ về đây cũng rất là nhiều luôn anh Hải. Lần này đi thì các bạn có thể theo dõi những cái em trên kênh của anh lực sĩ Phạm Mách và Hải Sapa TV cũng như Phan Diễm Vlog hay là Song Hỷ rồi để bếp cho bản để mọi người sẽ quay cái quá trình gọi là thầy sẽ training cho các cái học trò luyện công đúng không hả? Chiều nay đi tập tập ở bờ biển. Các bạn thân mến, đây là resort rất là lớn cho nên mình nghĩ là cái khu viên này mình có thể tập tất cả các động tác ngoài trời được nè. Nó có thể là mình chạy vòng vòng những cái đường này hoặc là tập những cái động tác thoải mái trên cái bãi cỏ. Rất là chill luôn các bạn. Em nghĩ chiều nay là cứ quy là nếu như ai tập mà không đủ động tác thì cứ quy thành gọi là hiện kim. Đánh vào tâm lý. Không, nhưng mà Song Hỷ đã ấy chưa? Thể lực đã phục hồi chưa? Dạ, khỏe. Thấy suốt ngày ốm yếu, không biết là có tập được không? Thế còn Tú? Em nhìn bụng to tí chứ còn chạy vẫn khỏe đấy. Bơi được luôn đấy. Em bơi mà em ý. Đây, em bé thì em phải đi lên trên này, em cứ đi sau anh, không nhìn thấy đâu à. Thế có muốn nhận thầy không? Thầy là dạy để tập thể dục để cho có cái gì? Dáng cao gì? Thật sự thì hai cô gái này ở Lào Cai đúng không? Lai Châu. Thì ở vùng cao cho nên là cái việc mà leo đồi leo núi thì cũng dáng rất là chuẩn rồi. Nhưng mà muốn đẹp hơn thì mình nghĩ là nên tập thêm các động tác về gym để cái nâng cao cái gì của em đó. Nâng cao cái gì? Cái phần lòi ra nó cần lòi, mà lõm đi nó phải lõm đi đúng không? Đấy. Được. Chị em thấy cái khu này thế nào?
quá đẹp, quá rộng luôn này. Chắc đây là chỗ đẹp nhất mà anh em mình từng đi luôn đấy. Nhưng mà đây là một trong những nơi mà nghỉ dưỡng mà trồng nhiều dừa nhất mà Diễm từng gặp luôn. Em đi lên trên đi, em đi ra đây. Chỗ nào em đi sau mà không nhìn thấy. Khu vực biển á, nên là có gió nên là cần phải trồng dừa hoặc là nhiều. Cái này mới biết luôn nè, nó chống gió đúng không? Dạ đúng rồi. Chống gió chống bão. Hay nghe, em ở vùng đồng bằng sao em biết cái đó em. Nhưng mà cái dừa ở đây là rất nhiều quả luôn nha, đúng không? Dừa. Theo kinh nghiệm của em là dừa này chắc phải 10 năm rồi. Chú Tú trèo cây khét lắm, tuổi mèo trèo cây kinh rồi. Ông nhưng cái bụng gì trèo được không em? Trèo cây được không? Sợ dưới cái bụng. Đẹp quá nhờ. Phải nói là ở view ở đây mà sáng sớm mà chạy tập thể dục ở quanh quanh đây thôi là nó cũng là rất là chất luôn rồi. Ủa, như là bên kia là bãi biển bơi kìa. Đấy. Biển luôn nè. Đó, mà tập ở bãi biển rất là đẹp luôn á. Bãi biển ngay đây luôn. Sóng biển gì rào. Không biết là đi xe điện đón mình ở đường nào. Không, mình đi thôi, mình đang tinh thần thể thao là cứ đi bộ đó chị. Xe điện đó mình từ cổng nhưng mà anh em mình muốn đi khám phá. Đúng rồi. Nhưng mà em biết đường về phòng chưa? Em chưa thấy được. Mình đi khám phá trước cả bờ biển đi. Nhưng mà ra bãi biển ngó nghiêng nghiêng chút đi cho nó sảng khoái đúng không anh? Ừ. Như chỗ này nhưng mình đi qua rồi sao? Đi qua rồi đi chưa bạn? Không, ý là qua trong trên trong trong giấc mơ thôi. Cái này mình tụt. Để chuẩn bị chiều nay. Bãi biển luôn này. Lung linh ôi đẹp lắm. Này mà tập ở đây là triệu view luôn anh Mách ạ. Ồ. Đúng không? Triệu view. Đã nhờ. Đây là khu vui chơi dành cho trẻ em, nhất là chiều nay anh em mình có chơi được ở đây không? Anh em mình vẫn là trẻ con mà anh. nhưng mà biển ở đây nước nó cảm giác như nó không được xanh mấy sao anh nhỉ Dũng nhỉ? Có thể là do thời tiết đấy anh. Biển nó ngoài kia đẹp quá. Ồ. Thế này mà không tập ở đây thì còn tập ở đâu nữa? Thầy ra thầy cứ bảo là làm bài động tác cho bà trước. Chiều thôi thầy nhá, bây giờ lắng tập trước buổi trưa này. Không, nhưng mà buổi trưa là mình phải ăn no để chiều tập. Nhưng mà cái vấn đề là thầy còn biết cả dạy bơi đấy, dạy bơi cho mấy đứa luôn. Rồi, ai không biết bơi giơ tay lên. Em biết bơi rồi. Ai biết bơi chưa? Ai biết bơi hả? Ai Mí biết bơi luôn à? Ở trên núi là biết bơi luôn á? Giỏi thế. Em bơi ếch. Bơi ếch luôn à? Em lại bơi ốc á thầy. Không, nhưng mà em sẽ không tập bơi đâu. À, nói vậy nè. Bơi là phải có cái đó là để mình đá banh đó. Đá bóng à? Đá bóng đó. À. Chiều nay mình lập thành hai đội bóng nè. Ok, quá đi. Anh em mình chấp toàn bộ bên ấy nữ nhỉ? Không ạ. Anh Hải làm thủ môn, làm canh giữa gôn đấy là ok. Anh mà làm canh thủ môn đá cả lâu vào rồi. Hello. Yes. Thank you. Nói tiếng Anh tranh chức vô địch với anh Hải rồi. Đẹp ha. Đẹp quá nhờ. Cái bãi biển ở đây, cái cát ở đây này, họ hút cát lên sao này. Đẹp này. Cái này thôi. Bây giờ anh em mình vào nạp năng lượng chiều ra đây chơi được đấy. Chứ bây giờ mà ra đây đi mấy vòng là cháy đen thủ lũi luôn. Nhưng mà đẹp quá. Cái này mình nhớ khách sạn là gì mà trước mình đi ở Phú Quốc ấy nhỉ mẹ nhỉ? Vinber. Ở Vinber, đấy nó có bãi biển riêng, kiểu như thế. Không, lần này là phải bố trí, tí nữa phải bố trí cái phòng honeymoon thật đẹp cho Phan Diễm với cả Phan Dũng. Thực ra là người anh đặc biệt cũng đã bố trí xong hết rồi nhỉ. Uy tín nhỉ? Ôi nhưng mà chiều anh em mình ra đây ngồi. Ngồi chiêu chiêu đây đẹp. Người anh có cái điều đặc biệt là theo dõi rất kỹ anh em mình nhưng không xuất hiện trước bất kỳ một kênh nào cả. Nói chung là những người đặc biệt thì thường là sẽ rất là đặc biệt. Đẹp quá. Giờ đây anh em mình sẽ di chuyển về phía trong. Nhấn phòng. Này, chỗ này đẹp này. Chiều ra đây chơi. Sao cho Bi hộ Hải Nhi gì ha? Tôi và anh Mí ra đây chơi đẹp đấy. Thích ạ. À. Ôi. Mình là rất háo hức ra đây bơi rồi đấy. Hả? Ôi có cái xe đạp này. Anh chào mọi người về. Đẹp quá. Khu này mát mẻ. Hoa sứ này. Hoa sứ nhà này. Đêm đêm người mùi hương. Mùi hoa sứ nhà này. Hay quá. Anh xoay xoay, anh hát xong anh xoay xoay nha, bữa thử coi. Thấy người đang ngồi tâm. Cái gì? Xoay xoay phải không? Dạ anh hát anh xoay nha, bữa đi anh.
xíu. Anh máy xoay nha. À, anh xoay nè. Nói chung là 1, 2, 3 phải không? Biểu diễn nè. Okay. À, có nghĩa là trước đây thì Mách cũng cũng thường nhảy, tập nhảy lúc mà còn mình còn học trung học đó. Uh-huh. Mách có thành lập nhóm nhảy lần đầu tiên ở An Giang luôn. Ồ. Oh. Chung là máu nghệ sĩ đó, là cho nên là khi mà tham gia đến các hội, các bar hay vũ trường đó, Mách thấy mọi người nhảy ngấu lên. Nhưng mà anh Mách ơi, trước em đọc comment bình luận nên là rất nhiều người bảo là anh Mách hát hay. Hay là hôm nay anh em mình đề nghị anh Mách hát một vài câu gọi là để khán giả cùng tất cả mọi người cùng nghe anh nhỉ? À, gì luôn ha? À? Chiêu luôn ha? Giữa đường luôn ha? À, quất luôn ở đây. I knew from the start you will break my heart, but still I had to play and be too far. You wrap me round, you hit the fatty finger, your smashing smile. Hay quá. Không, nhưng mà hát chị không. Nhưng mà quên. Anh ơi, có câu nào mà kiểu Việt Việt tí cho đội này nó hiểu. Mắt hát mà anh còn không hiểu là sao mọi người hiểu được mọi người. Ủa gì vậy ta? Không, nhưng mà kiểu anh Mắt là ước mơ làm rapper nhưng cuối cùng đi làm lực sĩ. À. Ngày xưa anh là ai mà biết là con đường lực sĩ đâu, ngày xưa là âm nhạc cơ mà. Anh cũng đi chuyên ngành ấy, thi còn đạt giải luôn ấy. Không có nghĩa là trước đó là Mách đã đi hát rồi. Ừ. Nhưng mà sau khi mà thi giải sinh viên học sinh môn thể hình á thì may mắn là được xuống hạng cao nhất. À. Cho nên là có động lực từ đó bắt đầu là tập luyện và thi đấu tiếp tục. Đó, cho nên là con đường nó nghề chọn mình anh ha, nó đi hơi bị nhanh đấy, nhưng là may mắn đi hơi bị nhanh. À, bơ anh Mí hát thử tí, anh Mí hát thử tí đi. Tí dân tộc đi em. Ờ, à, đây. Chàng trai xinh đẹp nữa quá. Đưa làm tí chàng trai xinh đẹp đi cho anh Mách. Hôm nay em phải hù anh Mách. Nhưng anh Mách là chưa em phải hát chàng trai xinh đẹp nhưng mà phải kiểu em hát cái nào anh chưa nghe. Thôi, đúng rồi. Tại vì là anh Mách rất là đẹp trai nên cũng xin phép là hát bài chàng trai xinh đẹp. Em phải nhảy nha. Phải nhảy nha, nhảy cái gì đó anh. Là sao nhảy sao? Lạnh nửa màu trong trống, ôi chắc có yêu rồng. Rồng trong gì cứ lúc xe cân, chỉ bỏ ôi lý chá. Bỏ có lâu mệt phù, lượng thị. Ôi trao cứ lúc xe lưng chứ, yếu sáng tăng tăng yà. Xa lăng trao có nhỏ, xa lăng trao có thang. Sa lan cha ca nhau ok, bỏ sao có tự lưu, có bố căng nào, lại ngư chẳng trường. Yêu tia có cả nợ cú yêu, rú lú cú y lên. Nhưng mà có bé này nó hát rất là hay, nhưng mà mỗi tội nó lười học bài mới. Anh có động lực nào để nó học thêm bài khác nữa cho em mùa không? Chắc là em cũng phải nhận thầy thôi. Anh Bách hát rất là hay mọi người ạ. Một chứ năm học một bài lên nhá. Nhưng mà bây giờ em hát tiếng Mông, okay. Thì bây giờ em chuyển hát tiếng tiếng Kinh thì anh mới hiểu được chứ? Em cái dạ. Tiếng dân tộc Mông á, nãy anh nghe giống tiếng Hoa, thật sự nó bình thường nó nói nó có khác tiếng Hoa nhiều không? Hay là giống tiếng Hoa luôn? Dạ, tại vì là nó cũng hơi giống tiếng Hoa. Người Mông ấy là cũng ở gần đấy, là cũng hay mượn từ ấy. À. Dạ, mượn một vài từ. Thì ví dụ như quả ái này là bên em hiểu không? Quả ái này em hiểu nhưng mà là không phải không tiếng Mông em. À. Nhưng mà tiếng Mông là cú lú cò. Cú lú cò. Cú lú cò. Thôi đi, mình bắt đầu về check in. Anh em mới đầu là gọi là cổ vũ động viên tinh thần tập thể dục của Phan Diễm với cả vợ Hải Sapa TV. Nhưng mà là bài tập bắt đầu luôn nha. Bài tập vừa mới bắt đầu mà đã kết thúc luôn vì là mệt quá đi xe điện, nó gọi xe điện rồi. Chiều nay làm lại đi. Xe điện phải thoải mái. Anh này lái xe gọi là lùi như tiến. Đó, mình đang chơi tàu cao tốc nha quý vị. Anh lái xe điện được lâu chưa anh? 4 năm. À, 4 đó. Năm à. Ok đấy. Ông lại đèo ra bãi biển à? Ủa, con tên ngoài kia mà. Em muốn tắm hồ bơi quá à. Ôi, đẹp quá nha. Đây khi mình ăn xong đi, mình sẽ có những hoạt động ở đây nha. Đây là tên resort luôn đây này. Melia Hồ Tràm. Ở đây là có tổng bao nhiêu phòng hả bạn? 120 căn, 150 căn.
Đó. Tổng cộng là có hơn 200 chỗ. Hơn 200. Có phòng gym đó nghe, phòng gym. Phòng gym là ở đâu em? Tay trái mình đây. À, phía khách sạn đúng không? Rồi, em với chị Tuyên trốn không được rồi. Wow, xe kìa. Wow. Xe đã tới rồi. Quá đẹp luôn. Thank you. Đẹp quá. À. Nhưng mà em ơi, anh Hải à? Hả? Tại thì anh em mình chỉ khám phá được tầng trệt nha, còn cái tầng trên là không lên được, nó là bí mật. À, tối nay mới tiết lộ. À thế à? Đây có toàn bộ đi đây. Diễm ơi, chị ngồi kẹ tí nha. À, cái này dùng Diễm à? Thôi xin lỗi nhá. Ngại quá. Mà dễ thương quá. Màu tím thủy chung. Chú đáo người anh đặc biệt chú đáo chưa? Em ơi, đề nghị là để cho Dũng lên trên đi. À, Dũng lên ngồi chụp kiểu nào. Đây, để em ngồi giùm cho anh. Anh em ơi. Đấy, yêu thương đâu này. Nào, tất cả mọi người đứng đây để chụp kiểu ảnh nào. Ok, come on. Yeah. Quá đẹp luôn, uy tín luôn anh em ạ. Chưa, bây giờ em chạy ra ngoài kia, không em chạy vô nha. Hai đứa đạp một vòng đi. Chưa. Chiếc xe này chiều nay mới đạp anh ạ. À. Bây giờ thay quần tà lõn, quần đùi đạp, gì đó. Đạp bây giờ là nó kích hoạt một loạt cái dây chuyền hiệu ứng tiếp theo. Rồi. À, dễ thương quá. Thế cái này à, em biết rồi, đạp về đêm. Mà chỉ tối hai đứa thôi đạp với nhau đấy nhá. Đạp với nhau, đạp với nhau. Đấy, hành lý của anh em mình. Anh em mình sẽ được khám phá cái tầng trệt trước, còn cái tầng trên tối nay mới được tiết lộ. Ôi. Yêu thương đông đầy. Ui, yêu thương đông đầy. Ui. Ui. Thế là hôm nay mình ngủ chung hết với nhau rồi. Dạ đúng rồi. Là giống như nhà chị Diễm. Wow. Không, chúng ta là một mà. Ủa. Đây, anh em ơi. Hôm nay Diễm cứ ngủ. Welcome Dung Diễm Party Thursday November. Wow. Hôm nay là 30 tháng 11. Đây, yêu thương. Ôi. Quá tuyệt vời. Ôi. Ôi. Đây. Diễm ơi, đi đi. Nó bay mất nha. Thôi bây giờ Dũng đi trước đi. Bây giờ nôn nóng quá rồi. Dắt tay nhau. Đấy. Quá đỉnh luôn các bạn ạ. Tuyệt vời quá. Đây là phải nói là đây là một cái đại tiệc ở đây rồi anh em ạ. Mỗi người một miếng thịt bò. Ok đấy. Rất là dễ thương. Ôi cái phòng này chill nhỉ. Đẹp quá. Ôi. Ôi. Vĩnh kết đồng tâm. Vĩnh kết đồng tâm. Yeah. Thực sự là anh Hải ạ. Hả? Quá cảm động luôn á. Phạm Dũng cũng không thể sắp xếp được, nhưng mà phải có một cái gì đó thực sự chú đáo hơn tầm Phạm Dũng. Chính xác. Sắp xếp được cái việc này. Nhưng mà phải nói là tuyệt vời. Cổng là hoa tươi luôn á anh Hải. Đâu hoa tươi đâu? Dạ đây ạ. Yêu không? Yêu cái. Nhưng mà bây giờ anh em mình bây giờ đứng ở chỗ này thì Phạm Dũng và Phan Thiết phải làm cái gì nhỉ? Anh em đâu? Hôn đi. Ngại. Trốn luôn. Hay nè. Đây đằng sau còn có cả bánh nữa này. Này. Cái bánh này, anh em này. Đi vào đây. Này, Melia Hồ Tràm. Đấy, rất là tuyệt vời. Phải là cái này là anh em mình phải cảm ơn người anh đặc biệt rất là nhiều luôn. Yeah. Không ngờ là anh em mình đi xuyên Việt cũng không bao nhiêu lâu rồi, nhưng mà chưa có cái thời gian mà ngồi như này. Rồi. Thank you. Anh ơi. À, cảm ơn. Anh Tú là em cũng bất ngờ anh Hải ạ, tại vì người anh đặc biệt thì cũng chỉ nói với Phạm Dũng là anh dành cho vợ chồng em một cái niềm vui bất ngờ. Em cũng nghĩ là cái gì đó bất ngờ chứ chưa hiểu, chưa hình dung nó là cái gì. Cái không gian như thế này. Thank you. Những cái không gian như thế này là em thường thấy trong những bộ phim ấy. Bộ phim mà phải sắp xếp cả đoàn làm phim. Cả đoàn làm phim thì mới sắp xếp được. Đây mà ưu tiên mấy chị em phụ nữ này. Em là run. Run chưa? Anh uống cái dừa đi. Anh em mình hãy vô trái dừa này và cảm ơn người anh đặc biệt. Đây. Nào. Anh em ơi. Nào. Một. Nhờ anh Mách đưa dùm đi. Em Mách ở đây. Này anh em ngồi đây để chụp kiểu ảnh nào. Đẹp quá. Quá tuyệt vời luôn. Anh là chọn kem rồi. Em chọn trái dừa. Anh em ơi. Người anh đặc biệt.
Mai đi. Ở trên đường này mình phải làm như này chứ. Vâng, đây. Vòng tay cầu hôn à, uống ở vòng tay. Cái này thì hơi không cần nha. Đây bạn Diễm cầm trái này đi. Ồ, hơi bị nặng nha. Đây. Mình thử đi, tại vì đây là trái dừa đặc biệt mà. Tuyệt vời chưa các bạn ạ. Đây. Ủa. Đây đây đây. Ôi, uy tín quá. Quá hạnh phúc, quá hạnh phúc. Ừ. Dừa ngọt ngào. Mát quá. Chúc mừng em. Em ơi, dừa ngọt không em? Dạ ngọt. Phải lấy lại bình tĩnh thôi mọi người, phải lấy lại bình tĩnh thôi. Kiểu anh em mình thực sự là nãy giờ đang hơi bất ngờ quá. Choáng các bạn ạ. Không, mình nhưng không mà nghĩ là nó lại đặc biệt như này. Nó lung linh như thế đúng không? Dạ. Nếu mà cái này mà tối mà lên nến lên đèn á. Không buổi tối lên lên buổi tối còn lung linh hơn mà. À, tuyệt vời quá. Thế thì cái bánh này để đến tối chứ anh chị em mới. Không, cái bánh này là bánh bữa trưa, bánh bữa tối là bánh khác nữa. Ồ. Hay quá. Hay quá. Nghe nè, còn có bánh bữa khuya không? Cái bánh này anh em mình sẽ làm. Ừ. Tối nay anh em mình làm. Ê, ở đây nhá, người anh đặc biệt này, coi nào. Nhìn này, tổ chức một đại tiệc đây. Còn có chữ được. Quẩy đi anh em ơi nè. Đó. Không, nhưng mà tiêu quẩy là đúng anh em mình đây này. Quẩy bánh nóc nhà đi. Và anh em mình hôm nay là một cái bữa ăn mà chỉ có bò bít tết thôi. Ờ, à, không nhưng mà ở một cái không gian như này, không cảnh như này ấy, thì mình không cần phải ăn nhiều đâu, mình cần nhẹ nhàng như này thôi nó đã tuyệt vời lắm rồi, đúng không? À. Đấy. Thôi, anh em thôi anh em mình ngồi đi, tranh thủ vào. Cảm Dũng lại quay trở lại máy quay. À, bữa trưa hôm nay thì phải nói là toàn bíp steak. Đấy, thì bây giờ nếu mà anh em mình bình thường là ăn đũa. Dạ. Nhưng hôm nay là dùng dao dĩa. Thường anh em mình ăn tay, ăn bốc. Nên là hôm nay anh em tôi ngồi trong một không gian sang trọng như này thì ăn uống nếu mà có gì mà nó không đúng kiểu quý tộc thì các bạn hết sức thông cảm nhá. Đấy. Mất là thích những cái món này nha. Món này dinh dưỡng rất là cao. Miếng bò này mình nghĩ là khoảng 300 gram. To đấy, 300 gram. Đấy. Cái này khoảng bao nhiêu calo anh ha? 300 gram mình nghĩ là nó chứa khoảng hơn 60 gram đạm. Thao 60 gram đạm, vì chứng suất 100 gram đạm khoảng. Tóm lại là chiều nay là phải chạy bao nhiêu vòng bờ biển à? Không, cái này năng lượng này không có nhiều đâu. À. Nhưng mà đạm nó nhiều nó làm cho mình săn chắc hơn, tăng cơ bắp hơn. Đó. À. Rất là tốt cho sức khỏe nha mọi người. À. Đã không mập mà lại còn tăng cơ. Nào, mỗi anh em mình giơ cái miếng này lên để chụp kiểu ảnh thế nào. Đấy. Yeah. Nào, tươi nhá. Quá uy tín. Chưa được. Nào. Để gì mà thấy, để gì mà thấy. Đấy, đúng rồi. À đấy, đúng rồi. Em mời cả nhà dùng bữa trưa nha. Đúng rồi, đấy, đấy, thầy có quả 2, 3, vô. Trời ơi, ngon. Quá ngon. Hấp dẫn quá nhỉ. Này là mình cắt ra cái này. Này có măng tây này, nấm này. Lại nấm. Đấy. Thế sau anh Tân biết ý anh em mình nhỉ. Ồ, quá hay luôn. Mình yêu thích đúng không? Đúng rồi. Trong cái quá trình tập mình luôn. Quá trình tập thì mình cần bồi dưỡng thêm đạm. Đây là cái nguồn mà tốt nhất này. Ui, miếng của chị Tuyên này. Đấy, ngon. Nào. À, phở Ai Mỹ anh Tú nè. Xong hỉ. Ngon đấy, nhìn hấp dẫn nhỉ. Nhưng mà cái này đúng theo kiểu là anh em mình không lo, tại vì có những cái loại salad này kia đầy đủ rau luôn. Không béo. Mời cả nhà ăn trưa cùng anh em mình nha. Mời cả nhà. Anh Dũng ăn sao nha. Ngon đấy. Ngon cơ. À. Đậu chín rất là vừa phải luôn này. Thì thường bên Tết thì ăn chung với măng tây rất là tốt. Đúng mày hả? À, cung cấp chất xơ luôn. Em mời cả nhà. Một cái miếng thịt này. Nhưng mà mềm á. Nhưng mà đây này. Ui. Ui, ăn cái này giảm cân. Không, thầy vừa nói là tăng cơ rồi mà. À. Không sao, năng lượng không quá nhiều. Năng lượng không quá nhiều. Mà mình chấm vào cái sốt này đúng không? Dạ. Này. Em chấm chấm chéo được không nhỉ? Mình cứ chấm cái gia vị này anh ạ, chấm chấm chéo là nó gọi là lạm dụng truyền thông quá. Không mà nó cay ngon nhỉ, tối qua ăn ngon. Ngon. Mềm ngon quá. Mình đang thiếu ớt hay thiếu gì cay cay nhỉ? Nhưng mà trong cái ăn rồi buổi trưa buổi tiệc sang trọng này Phan Diễm thấy cảm thấy nào trong người cảm xúc bây giờ dạ. Thật sự là em
giống như hôm mà đám em có nói là ngoài việc vui ra thì không hồi hộp mà là hạnh phúc. Hạnh phúc vì thứ nhất là có được tất cả các anh chị em này yêu thương, thứ hai nữa là anh em mình làm những kênh YouTube thì luôn có những cái vị khán giả, có những người thì comment, có những người không comment nhưng mà luôn âm thầm dõi theo phía sau. Ví dụ như là người anh đặc biệt này, hay tối qua thì vẫn có một người anh ở Hà Nội thì cũng nhắn tin động viên anh em mình về việc mở nhà hàng. Thì có nói là anh là gọi là giống như chiến binh thầm lặng, anh ủng hộ mặt hàng của các em rất là nhiều. Cho nên là em thấy là anh em mình làm YouTube mà có được những khán giả yêu thương vậy thì rất là vui luôn, động lực rất là lớn. Nhà mình 6-70 lần đấy, không biết nhà hàng. Anh mua rất là nhiều, như Yến của em ấy. 6-70 lần. Mỗi lần anh mua nửa ký thôi. Thì là rất yêu quý. Nên là mình có những khán giả rất là yêu thương. Thật sự khi mình làm những cái chia sẻ về ẩm thực đó, có rất là nhiều người thích nhưng mà người ta không có ra mặt thôi. Đúng rồi. Nhiều người ta theo ủng hộ vì mình cũng chia sẻ những cái mà những cái văn hóa của Việt Nam vùng miền đó. Là những cái điều mà thật sự là nhiều người ta rất ủng hộ. Như Mách này thì sau khi mà Mách tham gia cái hội của mình á, Mách rất là hồi hứng luôn, vì được ăn uống và thưởng thức những cái món vùng miền và đặc biệt là có thể là chia sẻ mọi người cùng thích. Thế thì thông qua đây đang ngồi ăn như này, thế thì bây giờ anh Mách đã chốt lịch đi ra Tây Bắc với anh em chưa? Chốt luôn. Thế bây giờ đi được bao nhiêu ngày hay là đi khi nào thích thì về? Mách sẽ cân nhắc nhưng mà thời gian sẽ nhiều nhất có thể, thời gian nhiều nhất có thể. Có thể là 10 ngày hoặc là hơn, có thể là 11 ngày, 12, 13 ngày gì đó. Thế thì anh em mình là chốt là đi ô tô rồi nhỉ? Anh đúng không? Em nghĩ là đi máy bay đi. Thế à? Lần sau anh em mình đi ô tô thì có xe mà chở theo đồ tập ấy. Đi hành trình nó dài. Không, bây giờ là nếu mà có người tài trợ đồ tập thì thế nào? Đấy. Thì đi ô tô. Đi ô tô. Không thành mà, tại bây giờ đó là bên anh Hưng thiết bị thì cũng ngó ý là sẽ cung cấp thiết bị đi suốt cái hành trình của mình. Đó thì trong quá trình đó thì Mách cùng các bạn sẽ tập luyện trong cái quãng đường đó, trên bãi biển, tập trên đồi núi thung lũng, những cái nơi mà rất là chill. Em định đi bay để khỏi tập. Thôi nhưng mà anh Mách là chốt lịch như thế rồi, có khi là anh em mình có khi là phải đi ô tô về đây nhỉ? Anh ấy bảo là sẽ bố trí tập ở trên mọi nẻo đường đấy. Làm chị em mình có lười không, lười được cố giảm cân đi, đừng lười nữa. Không biết đâu mà sau cái hành trình này em sẽ đẹp hơn thế nào, em sẽ đẹp hơn, có thể tăng vòng 3, giảm vòng 2 và sức khỏe sẽ mạnh mẽ hơn. Đó, đàn thuốc đang giống Hải Nhi đi học thế. Theo Dũng thì Dũng nghĩ thế nào? Em thì cứ theo ý Diễm thôi, tại vì thời gian vừa qua là bạn Diễm di chuyển khá là nhiều nên là bây giờ mà nhắc tới di chuyển là sợ hơi luôn e dè. Tại vì mặt em đang bị dị ứng khá là nặng đi. Nên là đi xe là cũng hơi cân nhắc một tí. Nhưng mà thôi, tối nay anh em mình chơi vui thì mai đi xe. Quan trọng là tối nay có vui hay không đúng không? Anh báo em tin vui nè. Khi em tập gym á, da em rất là đẹp, trao đổi chất rất là tốt. Cho nên là những cái cặn bã khi mà bài tiếp ra đó nó sẽ lọc nhanh, rất là nhanh. Và cái đó da mình rất là mịn màng đó, cho yên tâm. Anh em mình vẫn còn một đĩa salad với lại thịt bên này. Bơi mà ai mí thấy sao, có quen dùng dĩa không? Em cũng hơi cồng kềnh nhưng mà em cồng kềnh xem chị Song Hỷ cách nha. Song Hỷ hướng dẫn nãy giờ tay phải. Em đang nhìn ánh mắt nữa. Tay phải thì cầm dao, tay trái thì cầm dĩa. Còn anh Mách là anh ấy bị anh Mách là anh cầm tay trái, bởi vì anh ấy là anh dựa thuận tay trái. Em hồi qua tối qua em vừa có một cái phát hiện nhưng mà em chưa kịp nói, và hôm nay là em với anh Mách rất trùng hợp là em với anh Mách cùng cầm cây tay dao tay trái, và thứ hai nữa là anh Mách mà cầm đũa là ngón tay trỏ sẽ chỉ ra. Đúng rồi. Không, mọi người ơi, thường là những người cầm tay trái những người ta giỏi lắm. Đúng rồi. Rất giỏi luôn. Tối qua em thấy rồi. Không giỏi sao mà 6 chức vô địch thế giới được, đúng không? Bằng Diễm nè, vẫn là người giỏi, đúng không? Anh em mình chưa có chức vô địch nào cả. Tham, anh em mình nhiều video triệu view chứ. Mỗi video triệu view là một chức vô địch ấy. Đúng rồi. Không nhưng mà ngon mà. Mềm. Bơ nào? Tan chảy trong miệng luôn. Tan chảy, mỡ tan chảy trong miệng luôn à? Em ấy trên... trên thôn của em có thường ăn cái món này không nhỉ? Không có em. Nó vẫn là bò nhưng mà nó ăn theo kiểu khác cơ.
Vâng, thái ra xào đây anh ạ. Xào với nấm hương. Ừ. Nhưng mà mình anh em mình ở vùng miền mình là có món bò nướng tảng với kiến vàng anh ha. Cực kỳ ngon. Tây Nguyên. Nướng tảng. Là sao kiến vàng là phải bắt con kiến nướng chung hay? Không. Cho con kiến nó cái buộc cái tảng bò này vào cái tổ con kiến. Mình chọc cho con kiến nó tức ấy, xong rồi con kiến nó trong tổ nó phi ra nó cắn vào, nó tiết ra một cái chất này gọi là axit. Đấy nó làm cho cái miếng thịt bò nó có một cái vị rất là lạ luôn. Nó mềm ra. Cái đấy là đặc trưng của Tây Nguyên đấy. Wow. Phải thử một lần nữa. Em đang không biết này thịt này là thịt gì. Này là thịt à? Cũng là thịt đó. Đâu, rồi anh ta thử nhá. Nè. Đây. Mỗi chị em đấy. Kèm thêm rau ăn cho đỡ. Trứng này. Ôi, dẻo luôn. Trứng với cả cái này là bơ. À còn cái này nữa này. Cái này là cái sốt của nó hay sao nhỉ? À không phải, cái này. Có cái thì anh đâu, thì đâu, anh cảm giác như là sốt. Nó mới xem. À mayo này, mayo này. Mayo này hay là Không biết là mình ăn như này có đúng hay không, nhưng mà nếu mà không đúng thì các bạn hết sức thông cảm. À phải trải khăn anh Mách này mọi người. À quên à. Quên phải trải khăn. Ăn xong rồi mới nhớ trải khăn. Nào thật chứ. Anh Mách. Không, bây giờ là mình không trải để mình luyện là ăn không được đổ. Ok chưa? Ok. À, quý vị ơi. Cái mục đích của khăn này là để che những cái món thức ăn có thể là nhiễu trên quần áo. Nhưng mà và đối với Hải á, cái khăn này mục đích là che cái bụng để mà mọi người quay phim nên không thấy cái bụng to. Đúng rồi, đúng rồi. Cũng có nhiều chức năng nha. Nhưng mà cái này cái thanh. Cái thanh kiểu là thanh bò hả? Chứ không phải là đồ chay nha. Không, chay. Thịt mà. Cái gì nhỉ? Có vẻ huyền bí. Đây mình đút cho anh Dũng miếng này nè. Thử. Xong nghỉ ở đây. Chị miếng thăng này thử xem là ở gì nha. Ở mình á, nó có nhà hàng Hàng Châu gì đấy, đúng không? Dạ có. Thì... Mà bây giờ đổi tên. Đổi tên tên. Rồi. Victoria. Rồi giòn. Cảm giác như là mình đang mở trong cái món bò nướng thịt nướng của cơm tấm. Đúng rồi. Nhưng mà em thấy nó hơi nhạy nhạy như bọn mình ăn bò Kobe phải không anh Hải? Em ấy cái món này là thăn gì đấy em? À, má của heo đen. Má heo đen. Heo Iberico. Không salad em nhé. Không salad. Đúng là rất là tinh luôn nhá. Phát hiện ra cơm tấm hay có cái này. Đây còn tay nè, cái gì? Măng tay. Đây, măng tay. Hôm nay là anh em mình tổ chức cái tiệc gọi là nhỏ nhỏ thôi. Đấy, tối nay bắt đầu mấy quẩy tưng mừng. Có cái bảng quẩy tưng bừng mọi người ơi gì đó. Này mới là khởi động. Em ơi, ăn nhiều rau xanh vào. Hơi nhiều. Hay có bánh mì nữa đây này, ăn luôn nhá. Nhiều khi mình hô là ăn nhiều rau xanh vào cảm giác nó cứ sai sai. Nghịch lý. Em ơi, ăn mỗi người một suất xem suất rau rồi nữa này cho đủ rau. Ôi, nãy giờ mình quên mời anh. Rồi ok, chờ tí người anh đặc biệt xuống luôn. Đưa anh cái đĩa sườn này em, để giới thiệu mọi người đấy. Đây. Sườn cừu á. Sườn. Đây là sườn cừu với sườn heo em. Cái này này. Sườn cừu này cừu nè. Sườn cừu ở đây quá. Cừu và heo và cánh gà luôn. À nhiều món rồi. Combo. Cái này là bò. À, cái này là bò. Cái này là bò nữa này. À. Thế thì cái này là quá đảm. Đây, cô dâu. Ôi, em đang kính mời. Rồi. Em cảm ơn anh ạ. Ngày hôm nay là ngày rất là đặc biệt nên là hai đứa mỗi đứa làm rẻ sườn đi. À, chị xin. Đây mình để đây cho Phạm Dũng sơi sau nhá. Đấy Hải review đi. À, Hải nước còn bên kia anh Hải. À kia đúng không? À. Ok, đây mời anh em nhá. Wow. Anh bé chị em chia nhau bên đấy nha. Mềm ngon. Ok, kiểu mà nó không bị mùi nào đâu. Rất là thơm. Trăm năm hạnh phúc nha. Dạ, em cảm ơn. Đó, đếm ra ra đây. Dạ. Ngon. Cảm ơn. Cảm ơn.
mùi cô cũng nhẹ nhàng, nó không bị mức mình ăn nó không bị nặng mùi quá, không bị nồng đúng không? Không bị nặng nặng mùi. Bò ngon mềm. Dạ. Đúng đúng tiêu chuẩn là hàng năm sau luôn. Dạ vâng. Phở em Mỹ rồi anh Tú thứ nó còn bò gần như là ăn được có một chút rồi. Chắc nó cũng không quen ăn cái kiểu này. Gần hết rồi. Bơ, nhưng mà bơ như là vẫn chuộng món cánh gà hơn đấy. Em nói nhỏ là chiều anh em mình tập thể dục xong cái anh em mình pha mỗi người tô mì gói đi. Thật sự người Việt Nam mình có thói quen gì nè, là mất đi nước ngoài đi rất là nhiều rồi. Những vận động viên của Việt Nam mình, dạ, nhất là nữ, dạ, thì đi lúc nào trong vali cũng rất là nhiều mì gói. Uh-huh. Mặc dù là đồ ăn trên bàn rất là nhiều. Dạ. Mà sau khi tiệc xong là về khi nào cũng tô mì gói, dạ, đổ sạn luôn. Ừ. Đó là một cái thói quen kỳ lạ, rất là lạ của phụ nữ nha. Cái này là hôm mà em đi sang Nga là em hiểu rõ nhất đấy. Đi cùng với mấy chị ấy, là cứ mì gói kín luôn. Đồ Tây ăn không quen. Dạ. Không biết cái mì gói nó có sức cái sức quyến rũ mạnh liệt gì không biết. Cái này là sườn đúng không? Sẽ dập lên. Đấy. Nhìn. Đấy là heo luôn đấy. Đây, mời 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 xã. Em mời anh mắt. Bên kia anh em chủ động lấy sườn nhá. Đây em gái. Em xin. Cho nguyên cây luôn. Đây. Món này món đúng món thích luôn. Ngon. Tẩm ớt cái gì thơm thơm á. Nhưng mà nó là đẳng cấp á. Nào. Quá chu đáo anh nha. Tuyệt vời. Mấy giờ là mình bắt đầu đi tập thể dục anh? Ăn không quên nhiệm vụ. Mình ăn xong mình nghỉ ngơi chắc cũng khoảng 2-3 tiếng thôi. Mát 2 tiếng đi, mát đi. Tập rồi. Hôm nay mình sẽ tập một chỗ rất là đặc biệt. Ở chiều nay em xin ốp nha. em còn chưa bắt đầu đấy. Chưa bắt đầu mà đã kết thúc rồi đấy. Mọi người có biết là Phan Diễm là... Bây giờ đã mắt đã áp dụng rồi. Bây giờ khi đã quyết định tập rồi, người nào không tập sẽ phạt sẽ mặt tiền. Bao nhiêu đúng anh? Ừ, 1 triệu. Ôi, phạt ít thế nó nộp luôn 1 tháng đấy. Ôi dạ. À, nhiêu? Theo em nhiêu? 5 củ. 5 củ, đúng rồi. 1 lần 5 củ. Đó, như thế mới tạo được động lực cho Phan Diễm. Biết đâu là 5 củ đó, mặt tiền không mất tiền. Mất 5 cân củ dừa phát là khác ngay vậy. Đó, em không mất tiền mà em đi tập, em có sức khỏe đúng không? Tội gì mà không tập. À. Đó. Chưa thấy học viên nào mà lười như đội này. Bọn em giảm được rồi. Cân thì thầy có cho bọn em đồng nào không? À, Maldives. Chị hồi bữa đi đâu? Cho chuyến du lịch Maldives. Em giảm cân thì chúc mừng em. Em làm tròn nhiệm vụ đúng không? Nhưng mà lúc đó là thầy cũng là tự hào vì có được học trò xuất sắc thì thầy phải thưởng gì chứ. Anh rất tự hào. Vừa tròn nhiệm vụ vừa là một cái tác phẩm tuyệt vời của em. Thế sau đấy thầy phải thưởng nhá, có phạt phải có thưởng nhá. Có thưởng. Nhớ đấy. Có thưởng. Thầy có quà nó có động lực chứ. Xong hỉ dời lên khu vực trên này luôn để tập cùng luôn. Dạ, thầy coi nêu quà là quà gì đi em mới có động lực. Cái thầy đang suy nghĩ, cái này bất ngờ quá. Tú ăn hợp khẩu vị không em? Thật ra là nói vui vậy thôi. Thầy là rất là nhiều học viên đăng ký học và một cái khóa học của thầy đăng ký 1 tháng là cũng có một khoản tiền cũng rất là lớn đấy. Nên là thầy đã bỏ công sức ra để dạy cho các chị em ở đây mà thầy đã không thu phí, đấy là niềm hạnh phúc rất lớn rồi. Bây giờ là thầy chỉ nhận các kèo online nhé, vì thầy bận đi xuyên Việt rồi. Nên là học trò nào mà đến học mà training 1-1 ấy thì chỉ ở training online thôi nhá. Thông báo luôn ở đây. Em tối nay về suy nghĩ lại ha. Không, nói như thế chiều nay là em quyết tâm chứ em có mang theo đồ á. Ủa dạ hả? Anh nói thiệt á, tại mình em tập rồi á, cái lượng mỡ nó giảm đi, trao đổi chất nó tốt lên cho nên là không khi nào mà nó mụn được chứ. Dạ, trước đây em có tập ấy nhưng mà em chưa có động lực để quay lại thôi. Không phải, cái tập là chuyện bình thường rồi, vấn đề là còn dinh dưỡng ăn uống nữa.
Nó là khi mà ví dụ như là anh trong quá trình đi á, anh sẽ hướng dẫn cho em như các bạn cách ăn như thế nào là đúng và những cái gì mình nên tránh né, hoặc là mình có thể ăn cheat meal. Rồi là cheat meal có thể là mình ăn một lần trong một tuần, hai lần trong một tuần, nhưng mà không ảnh hưởng đến sức khỏe mình. Wow, ok không? Ok ha. Quyết tâm, quyết tâm. Hôm nay thì thực sự là ngoài cái ngoài anh Mách với cả Phạm Dũng, Phan Diễm mà người nhận lời là đi xuyên Việt cùng Hải ra ngoài Tây Bắc thì Hải rất là vui. Bởi vì là mình mang con xe vào cho anh Mr. Xuân Hoàn độ các bạn ạ. Thì đằng nào mình vẫn phải chạy xe ra. Nên là hôm nay có sự đồng hành của mọi người thì rất là tuyệt vời. Nhân đây thì Hải cũng xin cảm ơn người anh đặc biệt của tất cả anh em là đã tạo cho Phan Diễm với cả Phạm Dũng một cái trải nghiệm rất là thú vị. Mặc dù là anh em mình cũng đi quay rất nhiều nơi, trải nghiệm rất nhiều dịch vụ rồi, nhưng mà chưa ở đâu là thấy tuyệt vời và chu đáo như ngày hôm nay. Xin chân thành cảm ơn anh. Đấy, còn sau đây thì Hải cũng xin phép kết thúc video ở đây để anh em còn ăn uống nói chuyện. Mọi người mà chưa đăng ký subscribe cho Bếp Trên Bản, Xe Tú Xe Đầu Kéo Vlog, hoặc là Vợ Hải Sapa TV, Phan Diễm Vlog, Song Hỷ Vlog, và đặc biệt là thầy của mình, người mới bắt đầu khoảng 2 tuần nay các bạn ạ, rồi anh Phạm Văn Mách, lực sĩ Phạm Văn Mách. Đấy. Lực sĩ Phạm Văn Mách nha quý vị. Mọi người nhớ đăng ký subscribe cho anh em mình nhá. Sau đây mình xin phép kết thúc video đây. Cảm ơn tất cả bạn rất nhiều. Xin chào tất cả bạn vào những video tiếp theo của anh em mình nhá. Bye bye. Bye bye.